cái tố ngọc hoàn này đó dùng là có hiệu quả hay không thì bạn nào mà đã dùng rồi thì biết thôi. Tất nhiên là cái nào cũng có hiệu quả hết, nhanh hay chậm tùy từng người đó, đó là tùy từng người. Bởi vì sao ạ? Cái nội tiết của chị em nó là quyết định là khi mà chúng ta dùng xong là các bạn chị bạn thấy nhanh hay chậm là do cái nội tiết của chúng ta ở bên trong nó có tốt hay không. Những chị em nào mà đang bị khô hạn đúng không, đang bị rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh, rồi là bị nám, bị sạm tàn nhang, đó là nội tiết của chị em đang ở mức thấp đó, rất là thấp, hay là da rẻ này, rồi nội tiết này nó kéo theo các vấn đề ví dụ như là không bốc hỏa nóng trong, hay là ngủ không ngon giấc, rồi là kinh nguyệt không đều, rồi là không có còn ham muốn gì nữa, đó là sinh lý bị suy giảm, đó là nội tiết đang thấp. Thì khi mà chúng ta bổ sung vào chắc chắn là chúng ta sẽ chậm hơn rất là nhiều so với những chị em mà cơ thể nó đang bình thường. Các chị em muốn nó đẹp da, nội tiết cải thiện thì các chị em phải bổ sung thường xuyên các chị em nhé. Đó, cái cây lúc nào ngày nào ta cũng phải tưới chăm bón thì nó mới được màu mỡ mơn mởn ra đó. Còn chúng ta cứ để khô héo khô hạn, không chăm bón, không tưới nước tưới phân thì chắc chắn là nó sẽ không bằng rồi. Nên là các chị em thấy là để mà nói là chúng ta sử dụng thì phải là cứ lâu lâu lại bổ sung lấy một lần, không ít thì nhiều nhá. Còn chị em nào có điều kiện thì mình không cần phải nói, cứ bổ sung đều đặn nhá, cứ gọi là duy trì là được. Thì cái sản phẩm Tố Ngọc Hoàn này nó hỗ trợ cải thiện nội tiết tố cực kỳ là tốt luôn. Đấy, thông thường là những chị em mà bị khí hư da nhiều này, hôi này, rồi là khô hạn này, sinh lý suy giảm này, thì các chị em sử dụng cái Tố Ngọc Hoàn này thì rất là tốt luôn. Đó. Loại này thì trong này nó có thành phần là collagen type 1 này, vitamin E này, sâm tố nữ này, đương quy này, bạch thuộc này, nga chuột, cam tháo này, một số các phụ liệu hỗ trợ cải thiện này, giảm các triệu chứng thiếu hụt nội tiết như nhăn da, khô da, nám, chảy xệ, hỗ trợ lão hóa da, làm đẹp, dáng thon. Đấy, những người mà đang bị suy giảm nội tiết tố này, phụ nữ tiền mãn kinh, rối loạn bốc hỏa, hay là những người mà muốn làm đẹp da đều có thể sử dụng được. Cách dùng là 6 viên, chia làm 2 lần, sáng 3 viên và tối 3 viên, uống sau khi ăn 10 phút là được nhá. Đó, viên Tố Ngọc Hoàn này, đó là công dụng là tăng cường nội tiết tố, làm đẹp da cho các chị em luôn. Đó, thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm Tố Ngọc Hoàn của hãng Dova, các bạn cứ liên hệ với mình. Còn cách kiểm tra hàng thật hàng giả như thế nào thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn. Thứ nhất là trên sản phẩm thì nó sẽ được bọc một lớp ni lông ở bên ngoài. Đó, cái thứ hai nó là nó sẽ có tem chống hàng giả, và cái thứ ba nó là nó sẽ có tem để chúng ta kiểm tra hàng thật hàng giả mọi người nhá. Tem này nó gọi là tem điện tử của tập đoàn Dova. Nó sẽ có bao gồm mã QR và bao gồm một cái mã vạch, một cái mã phủ bạc để chúng ta cào ra. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn cho mình đó là KTM dấu cách Dova dấu cách mã số gửi về 8077. Mình đọc dấu cách là phần cách ở trong tin nhắn chứ không phải các bạn ghi là dấu cách nhé. Mà cái phần cách một đến hết một chữ thì chúng ta nhấn nốt cách đó, là nó là một khoảng trống đó. Thì là KTM khoảng trống này, Dova khoảng trống mã số là chúng ta vừa cào ở đây, gửi về tổng đài 8077 thì tổng đài nó sẽ gửi tin nhắn về. Nếu mà các bạn mua hàng chính hãng thì công ty sẽ thông báo luôn là đây là hàng chính hãng là ok nhá. Đó, không sợ hàng giả đâu. Nếu mà những cái sản phẩm mà nó có tem điện tử như thế này thì các bạn là yên tâm, không có sợ hàng giả hàng nhái nhá. Hiện tại thì mình đang cầm cái hộp bản trên tay, đây là bản mẫu mới nhất luôn đó mọi người nhá. Đấy, đết là đết vừa mới sản xuất luôn và hạn sử dụng là tận 2027 cơ. Nên là mọi người yên tâm nhé, mua bên mình bao giờ các bạn cũng sẽ được chiết khấu về giá sỉ và được mua hàng mới nhất luôn. Đó, và cần tư vấn thắc mắc mọi người cứ gọi điện trực tiếp cho mình qua số là 0985 328 298 hoặc 0966 269 515 nhé. Ok, xin chào cả nhà.